Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì video này mình chơi tiếp tục cái game Dead by Daylight á. Mình quay tiếp cái con phi búa luôn cho các bạn xem. Tại vì hiện tại bây giờ là Dead by Daylight nó đang có cái event nhân đôi cái điểm các bạn. Cái nhân đôi cái điểm mà loot ball này nè. Này cái điểm này nè. Thì đây đây, bữa nay mình quay 3 tập luôn á. Ngày mai cho các bạn xem đã luôn. Đây zombie. Mình quay xong 3 tập Dead by Daylight cái một lát nữa mình ra. Mình quay tiếp với câu 4 á. Nhưng mà để coi coi mình vô thử cái game GTA 5 mới các bạn. Tại vì lâu rồi mình cũng không có chơi GTA 5 á. Mình vô thử cái DLC mới nó ra, coi nó có cái gì mới không á. Rồi mình quay luôn cho các bạn xem. Tranh thủ mà chủ nhật mình up cho các bạn xem sướng luôn. Tại vì chủ nhật với mà thứ bảy á, cái này mình bận phải đi học lái xe á. Mình không có thời gian mình like các bạn. Buổi tối giờ thì hơi trễ á, vì thế là mình phải like trên Nodo Like các bạn. Ít bữa nó xong rồi cái mình sắp xếp lịch lại, mình like từ thứ hai đến thứ sáu mình like trên Nodo Like á, buổi tối á. Rồi cũng mấy cái ngày đó mình like ở trên YouTube luôn, nhưng mà mình like buổi chiều á cho các bạn dễ xem. Để gì nữa mình ra cái lịch like lại cụ thể cho các bạn dễ theo dõi á. Rồi buổi tối là chơi game Dead by Daylight sướng chứ lắm các bạn. Vào phát là có người chơi liền à, các bạn thấy không? Ở đây thì mình chỉ là đi cày điểm nữa, mình không có mang kỹ năng giết người. Nhưng mà mình không có cái đầu lâu giết người nữa. Mình chừa cái điểm này lại để mà tăng cho con killer mới á. Là chúng ta vô chúng ta ném búa rồi chém nó rồi treo lên thôi, không có chơi cam á. Nhưng mà khi mà chúng ta chặt chém nhiều á thì chúng ta có nhiều điểm. Mình mang cái đồng xu này để mà nó lấy cái mask của con The Beast đó các bạn. Cái mask đó mình thấy nó đẹp, mask đó là bao đẹp luôn. Đây để mình vô mình thể hiện cái tài tiểu lý phi búa cho các bạn xem. Hai dáng trước là chơi cái con đặc bẫy á, nhưng mà con máy cưa là giết hết á, không sót em nào hết. Để gắng cố gắng con phi búa này giết hết luôn cho các bạn xem. Mà không biết được, không biết. Thường cái nào mà kiểu mà vô tự tin quá các bạn là vô ăn hành sắp mặt. À, đây đây. Rồi. Mới vô mà thấy liền á cái nó sướng. Rồi mới vô mà mấy ổng núp kỹ quá thì hơi khổ các bạn. Quên nữa. Nó chơi cái mát này là khác nào là tự làm khó mình luôn á. Mát này mới ống núp mà cha mà chịu nói. Núp. Núp không bầu. Đi đâu? Rồi tao tu là bét phi búa đó. Ở đây nó chạy nhanh quá các bạn. Chết rồi, sửa được một máy rồi.
đâu? Để đi đâu hả Ben? Trời ơi, chết luôn rồi, cây cỏ quá. Giỡn mặt hả bồ? Nghe chăng cái thằng này nó có kỹ năng đi các bạn. Kỹ năng đâm. Đâm hụt. Đâm hụt này. Quá các bạn ơi, không được lắm. Rồi là mình mang kỹ năng phát hiện hiêu máu mà. Phát hiện hiếu máu mà. Đây em. Chắc mình cam mình giết ông đó luôn quá các bạn. Thấy ghê chưa? Trời ơi. Học hỏi nha các bạn. Đi đâu em? Đang đâm thôi bồ. Đang đâm. Bỏ cho mày. Trời, cái mát thì nó xa rồi các bạn ơi. Mình phát hiện ra là ở đây có cái vết máu. Đó. Trời ơi. Chết luôn. Đâu vậy?
bị hết não gì mà không được các bạn. Rồi ghê vậy, nó thấy được rồi. Giỡn mặt, giỡn mặt. Giỡn mặt với tao không mày? Lên đây. Có một thằng nó đi lù lù kế bên đây nữa các bạn. Nó sẽ quay lại cứu. Xa vậy mà nó không cứu ta. Đó, mình biết ngay mà. Vậy tại đáng lý mình không có cho ăn cái gián đó. Trẻ đầu cái này. Giỡn nó chúng nó đập cái gián. Này không giỡn nó được, mày nhai xương. Giỡn nó một hồi nó thoát ra được cái nó cho mình. Cứu nhanh quá đàn. Mình không có phi búa được, khó quá. Hôm nay mình cầm con phi búa mà mình chọn cái mắt này nó sai lầm thì ghê các bạn. Giờ mới gặp con Win luôn á. Hay vậy.
nha. Đau rồi. Nấp. Giết hết rồi các bạn ơi. Thấy nguy cơ giết hết gắt cao rồi đó. Cái đâu? Ây da, mình muốn giết hết quá các bạn ơi. Trời ơi, chỉ mà để thoát thằng trọng đó là quá dở, cái pha đó là quá dở. Trời ơi, sửa máy luôn à. Gan quá vậy. Nấp. Bỏ cho mày. Dám sửa máy mà không cứu bồ à. Giết hết các bạn ơi. Hồi hộp, quỷ này chắc nó hồi hộp lắm. Cái này mình chơi tự nhiên gồ quá các bạn ơi. Lâu quá không chơi mà sao tự nhiên chơi con nào cũng giết hết chứ như vậy. Mà nó nhảy cái hầm nó cũng hay lắm các bạn. Nói chung là nó hên lắm. Nhưng mà mình nghĩ là xác sức nó để mà nó nhảy hầm rất là thấp.
không có cơ hội để sống luôn. Qua nó chết hết nữa. Ok hết rồi, mình tạm dừng video này các bạn. GG. Mình qua mình quay chết cao 4 cho các bạn xem. Nhưng mà vô GTA 5 thử ha. Bạn nào yêu thích thì nhớ like với mình, chia sẻ như vậy vô ủng hộ mình các bạn. Bạn nào chưa đăng ký thì nhớ đăng ký ủng hộ kênh YouTube của mình. Thank you.